chào Rồng Móc, xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này ra chợ Đồng Mối không ông đi chợ cho khán giả, mời bà con xem video này. Ơi cô tiên đẹp chứ cô tiên, xem cái video kiếm tiền mà cách đi chợ cho khán giả. Thì video này mình mua hàng hóa rồi mình cập nhật cái hàng hóa thực tế mình mua cho khán giả xem. Thì bây giờ là 7 giờ sáng ngày 8 tháng 11 thứ 6 năm 2024. Đây là khu thịt heo siêu rẻ luôn, heo nhỏ. Heo này mình mua cho khán giả, mình về nướng thịt heo và nướng là đây nha bà con. Rồi. Đâu cũng mua 55.000, chưa rút xương 55.000, xương á, xương 55.000, xương 35.000. Bán anh miếng này coi. Ê, cái miếng đó là nhiêu ký ạ? Xương ngắm 35.000 nè, giò trước 40.000, giò sau nè, giò sau 20.000. Cái đó nha. Hả? 33 cái bảy giá nhiêu? Giá 60.000. 55.000 là chưa rút xương, còn đó rút xương rồi phải không? Rút xương rồi 60.000 hả? Rồi lấy anh đó đây đi. Cánh gà 58.000. Đấy, đồ làm bộ đây nhiêu à? Đồ mang xuống hả? Rồi đồ lòng nay xuống, thịt gà nay xuống 10 bộ 30.000. Ủa chân gà nay xuống là 45 luôn nè. Thịt gà xuống bà con ơi. Chân gà nhỏ 45.000 giống như lúc trước đây nè. Hiệu ứng của ông chùm đắc cử, đồ ăn xuống tiền có giá trị rồi. Chân gà lớn này 70 chắc, hôm bữa 75 này 70. Để hỏi vàng chân gà lớn này 70 bao nhiêu vàng, hai giá đây à? Giá 68. Phải hỏi lại mấy thông tin bà con chắc ăn. Wow, 50 mấy ngàn, nay còn 44.000 luôn. Hôm bữa xuống 10.000, bữa 54.000 đâu nè, gấp tư nè, còn 44 luôn bà con ơi. Xuống 10.000. Chắc xương đầu cũng vậy. Đầu nó nhiêu, đầu 13 hả? Đầu 13.000, đầu cổ 13.000 đồng ký. Xương cổ 20.000 đồng ký. Wow, tỏi. Tỏi 60 luôn. Còn có hai cái. Dạ đang chặt ra nè.
Đây đây chặn nè. À, một ký cánh gà, gà lớn. Rồi rồi vậy là xong rồi á, tính tiền chút. Rồi ra gà chân ra. Gà chân vàng 60.000 đồng một ký. À, gà chân đen 70. Ô 75 xuống 70 luôn. Xuống 70 luôn nha bà con. Dịch 57 xuống 55. Dịch làm sạch nè, 57 ngàn đồng một ký, còn 55 ngàn. Gà chân vàng thì 65 xuống 60. Dịch gà chân đen 75 xuống 70 cũng xuống 5 ngàn. Chà thôi rẻ. Rẻ lúc nào thì mừng cho bà con lúc đó. Chi tiêu nó bớt đắt đỏ đi thì mình làm mình có dư. Dư ra cái tiền đi chợ chút đỉnh cũng là cái động lực để mình phát triển. Đây bên đây là Vũ Ngọc. Bên đây mình mua nạc dăm nè, sườn non nè, mỡ lưng nè, giò trước nè. Thì cái này là xương cổ 75.000 đồng một ký nè. Cái này kêu một xương gì? Xương đuôi. Xương đuôi. Xương đuôi 55.000. Xương giá. Xương ống. Cái này là bên đây là xương ống 55.000. Lết chặt, cốc lết chặt 78.000. Thịt sai đó nhiêu ạ? Thịt sai 55, còn giò trước là nhiêu? Giò trước 65 nè. Sao không mua? Trời ơi, vô hỏi Vũ kìa. Vô hỏi Vũ. Tôi mua đồ của Vũ đó, tôi mới ra đây tôi phải bị đâu. À, nạc dăm nè, mình nuôi nạc dăm nè bà con. Nạc dăm 105.000. Nạc cổ 83.000, nạc đầu rồng 72.000. Ba rọi, ô ba rọi 93.000 luôn. Ba rọi đẹp á, ba rọi dây á. Nó 101 nha quý vị, nó 101 á. 101 có khi 115 luôn. Nay còn 93.000 ba rọi á. Còn ba rọi quế á, thì kiểu như thịt nhiều á thì có giá dao động từ 95 tới 100.000, có khi mắc nhất là 100.000, nhưng giờ còn có 80. Xương da 90.000 đồng một ký thì giá này cũng mang tính tham khảo, tại vì thì thịt heo nó theo lên thị trường. Nạc nè, nạc đùi nè 75.000. Mình hỏi mình nè, ô nạc vai 70.000. Điểm à, tiền vô điểm à, điểm à, điểm lính Vũ bao nhiêu người? Điểm hết đi tiền, điểm hết đi, cứ gần đây gần đây. Đây là thịt heo Vũ Ngọc quý vị. Đây đồ đây là gọi là đồ xịn á. Hả, mua đồ xịn là em đến đây á. Còn cái đầu video á, bà con thấy thịt heo á là đó là thịt rẻ. Còn em Tiên này á là bán cái xe nước vậy nè, cứ ngày kiếm chỉ vàng thôi chứ không có nhiều. Cứ ngày chạy vòng vòng chợ đầu mối đúng không, kiếm chỉ vàng. Cứ hả, được chỉ chỉ hả Tiên hả? Giờ chế cái xe ra vậy này, gọi là bắt chước Thái Lan nè. Đó, đầy đủ hết nè.
Ê, cái miếng này cái gì kêu bằng cái gì tiên? Hả? À dừa hả? À dừa thấy. Cuộc sống mà. Còn bên đây bán thịt bò. Thì nói đúng quy ra thịt bò này là thịt bò đóng lạnh à. Ở đây là thịt bắp nè. À, thịt thăn, gân, thịt dụng. Thì mắc nhất ở đây là thịt bò thì nó không có xuống giá, nó 170 ngàn. Bắp coi như là 150 ngàn, thăn mềm mới là 170 ngàn. Thịt dụng 80-90 ngàn đồng một ký. Gân thì từ 100 cho đến 120 ngàn đồng một ký. Đó, thịt bò đông lạnh. Còn bò dừa viên nè, 80 ngàn ký, 90 ngàn ký, rồi 100 ngàn ký. Nó có 3 loại. Rồi, xin kết thúc video tại đây. Bà con ơi, em phải chở hàng đi, em ship. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.